Hỗ trợ mọi người. Hỗ trợ nè, hỗ trợ nè. Bữa nay đi đâu? Đi xin hỗ trợ. Rồi. Đang ở trên cái cây này chứ hút đang bạc đang hỗ trợ. Rồi. Cả dập tất cả để chuẩn bị cắt mặt luôn. Rồi rồi. Là bữa nay là đi xuống xã mình trình báo đúng không? Xã trình báo. Rồi. Giờ mẹ qua đây nha, qua đây. Qua đây. Bữa nay là nó xuống hỗ trợ đúng không đồng chí? Ví dụ đó thì không biết, đó do vậy hay bữa nay vậy thì nó cần cho tôi. Rồi rồi. Bữa nay xã Tân Lý Tây đi xuống xã này gây hỗ trợ anh em ơi. Đó, bữa nay anh xuống xã làm gì? Triệu rưỡi phải không? Hỗ trợ đúng không? Bữa nay giờ mình cho mua được 100 cuốn. Rồi. Hôm nay đi đâu đông à, anh Út? Đi hỗ trợ. Ừ. Anh Tám này đi đâu? Nay đi đâu đông anh Tám? Đúng gạo đúng không? Không. Đúng đúng không? Rồi. 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 Không cấp đồng bạc nào luôn. Ông tôi vô không có luôn. Hai mét, hai mét. Ủa nãy gì rồi nè? Đâu cần gì cho chính phủ. Rồi. Về cái xã mà xã coi cái nhà họ không à. Rồi hôm nay có chơi gì chưa? Có chơi gì đâu. Phải không? Mới mùa năm có mì xuống xin hứa cho chưa cho nữa. Phải không? Mới mùa năm có mì cho luôn hết tiền rồi. Ừ. Mùa được năm có mì cho mà. Rồi bữa nay ý kiến anh sao? Kéo số kêu đóng đạo rồi. Kéo này đóng có đào không cho ra mua gì hết là chết luôn. Sao rồi bữa nay xuống gì đây hỗ trợ cái gì? Hôm nay có cấp trợ có gì hết không? Nhà con đông này nọ có rau cỏ gì không? Rồi bữa nay là xuống là yêu cầu nhà nước hỗ trợ trả cấp đầy đủ vừa ngâm đi. Hôm nay có gì chưa anh ơi? Dạ chưa. Chưa luôn phải không? Dạ. Rồi. Bà con nào có cần hỗ trợ gì thì giờ vô có hỗ trợ gì vô cái nãy như sao này nha. Thank you.